chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục làm về chủ đề VinWonder World. Đây là khu vực bên ngoài cổng. Thì khu này các bạn có thể check-in thoải mái nha. Nên vậy là cảnh rất là đẹp. Khi di chuyển vào khu vực bên trong cổng thì các bạn sẽ nhìn được một cái khung cảnh như thế này. Hai bên sẽ là những cái gian hàng bán đồ ăn nè, thức uống nè, hoặc là quà lưu niệm. Thì hôm trước mình có làm về thủy cung, cũng nằm trong cái khu VinWonder này luôn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn thấy một số trò chơi mà chúng ta có thể chơi trong khu vực VinWonder nha. Trong này thì nó cực kỳ rộng luôn nha các bạn. Mình nghĩ mà để tham quan hết tất cả những gì có trong khu vực VinWonder Phú Quốc này thì chúng ta phải dành cả ngày luôn á mới tham quan hết. Trước khi tham quan khu vực này thì các bạn nên lưu lại bản đồ nha để chúng ta dễ dàng di chuyển, cũng như tránh việc mất thời gian. Dọc đường thì các bạn sẽ thấy những cái mô phỏng về cuộc sống của những bộ lạc ở trong rừng sâu. Rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển qua những trò chơi cảm giác mạnh nha các bạn. Mình nghĩ là đối với những bạn thích trò chơi mạo hiểm á, khi mà di chuyển vào khu vực VinWonder á, các bạn nên mang giày thể thao nha, đem theo mũ, nón nè, kem chống nắng. Rồi cùng mình đi xem trò đầu tiên nha. Rồi các bạn cũng bắt đầu nghe tiếng la hét của mọi người đó. Đây là trò chơi được gọi là vòng xoay báo đốm. Hình như vận tốc là 50 km/h thì phải. Cái này thì nó sẽ quay 2 lần nha các bạn. Tức nghĩa là một vòng xuôi và sau đó dừng một xíu là quay ngược trở lại một lần nữa. Các bạn nào mà lỡ lên rồi vòng 1 mà cảm thấy không ổn á, khi mà dừng lại á để bắt đầu vòng 2 thì bạn có thể ra dấu hiệu để mà dừng lại nha. Còn đây là trò ván trượt siêu tốc nha. Còn mình là mình sẽ không chơi được mấy trò này, nên là chủ yếu là đi quay cho các bạn xem thôi. Trò này thì nhìn giống như leo dây vậy các bạn. Thì ở đây mình sẽ chinh phục những cái chướng ngại vật, cũng như là sẽ đi cầu dây nè. Cầu dây treo là dài hơn 30 m. Có cả zip line luôn nha, xuyên rừng, với độ cao là tới 10 m lần. Thì nói chung thì đây là trò chơi vận động, giống như kiểu các bạn đi làm sao mà từ điểm đầu có thể đến được điểm cuối cùng và kết thúc trò chơi thôi. Các bạn mà đứng từ vị trí ở phía dưới á, chúng ta nhìn người khác chơi á thì nhìn rất là dễ. Nhưng mà khi mà các bạn lên đây á, các bạn thử thách những chướng ngại vật như thế này thì thật sự là nó không có đơn giản.
Đây là trò gì thì mình cũng không rõ, nhưng mà đang được bảo trì nên sẽ không chơi được. Các bạn nhìn lên có thể thấy những cái vòng xoay rất là nhiều màu. Thì mỗi một vòng như thế này chúng ta sẽ ngồi trong cabin thôi, chủ yếu là ngắm cảnh, thì nó mất khoảng tầm đâu đó 15 đến 20 phút. Bên tay trái mình không biết tên của trò này gọi là cái gì, nhưng mà đại loại là các bạn sẽ ngồi trên những cái ghế như thế này và nó có thể xoay 360 độ hay sao ấy. Trước mắt các bạn đây là trò chơi Sky Drop nha. Mình sẽ ngồi lên trên những ghế này và sẽ di chuyển lên xuống. Chắc chắn với các bạn là sẽ có những lúc nó thả rất là nhanh rồi. Đây là trò chiến binh đại bàng nha các bạn. Vận tốc là 70 km/h. Tiếp tục di chuyển xem sẽ có những trò nào phía trước. Mình thấy khu này nó rất là rộng và khá là nhiều trò chơi. Mình khuyến khích là các bạn nên đi cùng một nhóm bạn nha, thì nó sẽ thú vị hơn. Trò bên tay trái mình là mọi người hay gọi là máy bay đấy. Vận tốc của trò này là 50 km/h các bạn. Thì đối với mình thì nó cũng không phải quá nhanh, nó sẽ di chuyển lên tới cái đỉnh phía trên á. Đây là trò mà ai nhìn cũng biết nha, tàu lượn siêu tốc. Một vòng như thế này chắc khoảng tầm gần 2 phút thôi. Hiện tại là cũng có một số bạn đang chơi rồi. Nhìn thì có vẻ là nó nhẹ thôi, nhưng mà thật ra là các bạn lên đây đi, đi xuống là cũng nhức đầu đấy. Mình sẽ đi tiếp bên này coi có cái gì nha. Khu vực phía sau này mình thấy còn khá là nhiều trò cho trẻ em luôn. Bên tay phải mình là các bạn có thể xem phim Aladdin.
Mỗi một lần xem trong khoảng chắc tầm 5 đến 7 phút thôi. Phim này rất là hay nha các bạn. Bạn sẽ đứng trên tấm thảm và cảm giác như là mình đang bay theo nhân vật luôn. Cái này là có thể là trẻ em hoặc là những bác lớn tuổi thì có thể xem được. Nhưng mà tốt nhất thì mình sẽ hỏi những bạn nhân viên ở đây và những đối tượng tham gia cho đảm bảo thôi. Ở đây thì bạn có thể vào trong để chơi bắn súng nha. Trước mặt mình là trò tàu tốc hành biển Tây nha. Chúng ta sẽ ngồi trên một cái khoang giống như là tàu lửa vậy. Tương tự thôi. Và sẽ có một cái bạn nhân viên sẽ thuyết minh. Thật ra trò này thì không vui mấy nha, nhưng cũng nên thử đấy. Hồi nãy giờ là mình đi một vòng cũng khá là lâu rồi, nhưng mà thật ra là mình vẫn chưa quay hết đâu. Ở đây thì nó sẽ có một khu trò chơi bên trong nhà, ở đối diện cái đường phía trước luôn. Ngoài ra thì còn có cả khu công viên nước nữa. Khu này cũng rất là rộng nha các bạn, có rất là nhiều trò chơi luôn. Bạn nào mà thích á thì chúng ta có thể đem theo đồ bơi theo nha. Chứ có lẽ là mình sẽ di chuyển ra bên ngoài luôn. Tại vì hiện tại nãy giờ để đi cũng nhiều rồi. Ở khu vực cái hồ trung tâm này có một tòa nhà rất là to. Đây sẽ có một cái biểu diễn show nhạc nước gọi là Show Once nha. Lúc 7 giờ thì mình sẽ up sao cho các bạn.